StockProX là phần mềm tốt nhất dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với rất nhiều ưu điểm vượt trội. Tín hiệu mua bán SPX cộng được sử dụng hiệu quả nhất khi thị trường uptrend, giúp nhà đầu tư mua giá tốt, bán giá cao đúng thời điểm, giúp thu lời tốt nhất từ khoản đầu tư. Cùng với hệ thống phát cảnh báo theo thời gian thực, top đột biến, lệnh cá mập giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội đầu tư nào. StockProX, công cụ số 1 dành cho mọi nhà đầu tư chứng khoán. StockProX đã có phiên bản web app và app store với tính năng tương đương nhau, dễ dàng tải xuống cho điện thoại cá nhân. Mua ngay phần mềm nhận mã giảm giá 15% trên Battlecry. Đi ngược lại với xu thế của đám đông, sẵn sàng bỏ qua những thay đổi mang tính chiến lược, không hề mặn mà với ô tô điện. Một kẻ lão làng như Toyota đang bị cả ngành công nghiệp ô tô thế giới chế nhạo vì sự chậm chạp trong cuộc đua làm xe điện. Người ta thực sự có đủ bằng chứng để nghi ngờ về tầm nhìn của Toyota. Lịch sử đã chứng kiến không ít những doanh nghiệp Nhật Bản vốn đang trong thời kỳ hoàng kim phải chết dần chết mòn vì không chịu đổi mới. Thế nhưng, báo cáo tài chính của một số hãng xe hơi lớn đã khiến chúng ta phải giật mình. Ông lớn Tesla đã mất tới hơn 94 tỷ đô giá trị trong vỏn vẹn có hơn 10 ngày đầu năm 2024 do thị trường sụt giảm. Dù đã đại hạ giá tất cả các mẫu xe của mình, Ford, nhà sản xuất xe điện lớn thứ hai tại Mỹ sau Tesla, dự kiến khoản lỗ cho xe điện trong năm 2023 cũng đã tăng lên 3 tỷ đô. Các công ty sản xuất xe điện tại Mỹ và Trung Quốc cũng đang liên tiếp phá sản trong thời gian vừa qua. Tất cả đã phản ánh một thực tế khốc liệt: sản xuất xe điện không hề dễ dàng. Dù tương lai ngành công nghiệp ô tô tại hai quốc gia này luôn được xác định sẽ phải là xe điện. Trước tình hình này, cựu CEO Toyota đã chỉ nói một câu: mọi người cuối cùng cũng nhận ra được thực tế. Phải chăng sự chậm chân của Toyota là có tính toán và ngành công nghiệp xe điện thực sự đang gặp thách thức lớn? Hãy cùng đến với video ngày hôm nay của Battlecry nhé. Chào mừng đến với Battlecry khám phá thời kỳ bùng nổ của ô tô điện. Dầu mỏ là một trong những mặt hàng mang tính chiến lược của toàn nhân loại. Từ năm 2007, báo Nhân dân đã từng có bài viết với những nghiên cứu chỉ ra rằng dầu mỏ chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của thế giới trong 40 năm nữa. Còn báo Tuổi Trẻ năm 2013 cũng đã đưa ra một nhận định đáng tích cực hơn, đó là con số 50 năm nữa. Ngoài ra, thế giới cũng đang phải đối mặt với những vấn đề rất lớn liên quan tới môi trường. Điều này thì càng khiến cho nhân loại phải gấp rút tìm kiếm những giải pháp xanh, vừa giảm thiểu sự phụ thuộc vào dầu mỏ vốn mang tính hữu hạn, vừa ít tác động tới môi trường. Và người ta cho rằng ô tô điện là một trong những phát minh đảm bảo được cả hai điều này. Doanh số bán ô tô điện đã phá kỷ lục mới với đà tăng trưởng liên tục trong vài năm trở lại đây. Tỷ trọng bán ô tô điện đã tăng gấp 3 lần chỉ trong 3 năm. 14% tổng số ô tô mới bán ra trong năm 2022 là ô tô điện. Năm 2021, nó là khoảng 9% và dưới 5% vào năm 2020. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy thị trường ô tô điện đang dần được đón nhận. Hơn 2,3 triệu chiếc ô tô điện đã được bán ra trong quý đầu tiên của năm 2022. Số xe điện toàn cầu bán được trong cả năm 2023 là 9,5 triệu chiếc. Chỉ riêng tháng 12 năm 2023 đã đạt kỷ lục là tháng bán nhiều xe điện nhất lịch sử với 1,5 triệu chiếc. Tesla của Elon Musk chính là đầu tàu tiên phong của ngành xe điện. Và việc bán ô tô ở thị trường tỷ dân như Trung Quốc là chìa khóa cho tham vọng đưa xe điện ra toàn cầu của Tesla. Trung Quốc là một trong những thị trường đang rất tin tưởng vào tương lai của ô tô điện. Đất nước tỷ dân đã chiếm 55% tổng số xe điện bán ra, tương đương với khoảng 3,4 triệu chiếc. Điều này cũng đồng nghĩa rằng cứ 3 chiếc ô tô bán mới tại Trung Quốc thì trong đó có một chiếc là xe điện. Trong hơn 10 năm qua, Trung Quốc đã đặt cược rất lớn vào ngành xe điện thông minh. Tuy nhiên, quốc gia này vốn tập trung vào sản xuất và lắp ráp linh kiện. Do đó, ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc, cho dù có phát triển tới đâu chăng nữa, thì cũng khó để cạnh tranh lập tức với các nhà sản xuất ô tô ở châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, vốn đã thống trị thị trường ô tô động cơ đốt trong hơn 100 năm qua.
Trong khi đó, doanh số bán hàng ô tô toàn cầu đã đạt hàng nghìn tỷ đô. Thế nhưng mới chỉ có 10% thị trường thuộc về xe điện thông minh. Đây vốn là cơ hội ngàn năm có một dành cho Trung Quốc để chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện thông minh. Xe điện Trung Quốc đã tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu. Và thật khó tin khi mới chỉ năm 2019 thôi, các hãng xe điện Trung Quốc gần như không có mặt tại đây. Nhưng chỉ 3 năm sau đó, xe của họ đã chiếm tới 6,2% thị phần và nâng lên 8,4% thị phần vào năm 2023. Sự quan tâm của Trung Quốc tới ngành công nghiệp này đang thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô động cơ đốt trong chuyển hướng sang phát triển ô tô điện. Bởi chẳng ai muốn bỏ lỡ một miếng bánh thị phần màu mỡ như Trung Quốc cả. Từ những nhãn hàng lớn và lâu đời nhất ngành ô tô như Peugeot, Mercedes-Benz cho tới những startup non trẻ hàng đầu đều rất tích cực trong việc nghiên cứu và chuyển đổi sang ô tô điện nhằm cạnh tranh với các đối thủ đến từ Trung Quốc, cũng như bắt kịp với gã khổng lồ Tesla. Vào cuối tháng 8 năm 2023, Mercedes-Benz đã trình làng mẫu xe điện chạy bằng pin concept CLA Class, chuẩn bị cho sự ra đời của thế hệ xe tiếp theo trong thời gian tới. Và dự kiến năm 2025, hãng này sẽ đưa vào sản xuất những mẫu xe điện đầu tiên dựa theo thiết kế trên. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên bùng nổ của ô tô điện. Thế nhưng, giữa lúc này, hãng xe lớn nhất thế giới Toyota đang ở đâu? Mặc dù được đánh giá là có thể sẽ trở thành đối thủ nặng ký của Tesla, thế nhưng dường như Toyota vẫn đang dửng dưng với thời cuộc. Tại sao lại như vậy? Tại sao Toyota không mặn mà với xe điện? Các thương hiệu lớn như Toyota vẫn luôn được kỳ vọng là kẻ tiên phong phát triển công nghệ ô tô điện. Cho dù Tesla đã có cả một thập kỷ đi trước trong ngành công nghiệp này, nhưng nó vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Và nó sẽ được lấp đầy bởi các nhà sản xuất lớn như Toyota hay Volkswagen. Thế nhưng, Toyota thì đang đơn thương độc mã, đi ngược lại với xu thế của số đông. Giám đốc điều hành CEO Akio Toyoda đã không ngần ngại chia sẻ quan điểm của hãng rằng phát triển xe điện và loại bỏ xe xăng là tương lai của ngành công nghiệp ô tô. Nhưng nó là một tương lai rất xa, chứ không phải hiện tại. Trước tiên là vấn đề về trạm sạc. Xe điện có thể sẽ phổ biến ở các thành phố trung tâm, nhưng ở vùng nông thôn thì lại khác. Sự chênh lệch về mức độ đô thị hóa quá lớn khiến cho việc lắp đặt trạm sạc còn rất lâu nữa mới có thể trở nên phổ biến ở khắp nơi giống như những trạm xăng. Nói một cách đơn giản, đó là xe điện khó có thể di chuyển quá xa và bị phụ thuộc rất lớn vào các trạm sạc. Vấn đề thứ hai là môi trường. Toyota cũng đưa ra nhiều nghiên cứu để chứng minh rằng xe điện không phải là một lựa chọn sáng suốt cho vấn đề môi trường hơn là những chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong. Lợi ích của xe điện mang tới còn tùy thuộc vào cơ sở hạ tầng. Xe điện thì chỉ thân thiện khi điện được sản xuất từ nguồn xanh, ví dụ như điện gió, điện mặt trời. Chứ còn nếu vẫn sản xuất từ than đá thì câu trả lời vẫn còn phải xét nhé. Dựa trên mức tiêu thụ năng lượng và nguồn cung ứng hiện tại, xe điện gây hại cho môi trường ở Australia còn hơn so với cả xe xăng. Điều này thì đang không chỉ đúng với Australia, mà còn xảy ra tương tự như ở Trung Quốc và Indonesia. Các biểu đồ cho thấy, việc chuyển sang dùng ô tô điện mà không đi kèm với sự phổ biến của năng lượng sạch sẽ mang lại những hậu quả về môi trường còn tồi tệ hơn so với việc duy trì hiện trạng bằng xe xăng. Chỉ có châu Âu mới cho thấy việc chuyển sang sử dụng xe điện mang lại một hiệu quả tổng thể. Bởi nơi đây, sử dụng năng lượng sạch trên quy mô lớn, gần như 100% năng lượng ở đó được tái tạo. Ngược lại, ở những quốc gia chưa phổ biến năng lượng sạch, việc đổi xe cũng chỉ là thay xả thải của nhà máy lọc dầu sang nhà máy điện mà thôi. Và một thực tế phũ phàng, đó là chúng ta cần tới hàng tỷ đô và rất nhiều năm nữa để thực hiện việc chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn. Xe điện bẩn không chỉ do nguồn gốc năng lượng. Việc sử dụng đất hiếm và khoáng sản quý vừa là một rào cản khiến cho giá xe điện đắt đỏ, cũng vừa là tác nhân gây hại cho môi trường. Và đó là lý do khiến cho Toyota ngần ngại và chưa vội nhảy vào thị trường ô tô điện. Toyota và giải pháp cho xu thế ô tô điện. Hiện nay,
họ đang có một giải pháp tốt hơn cả cho vấn đề này. Đó là phát triển công nghệ xe hybrid, vừa chạy bằng điện, vừa chạy bằng xăng. Dù xe điện đang được các quốc gia, cũng như nhiều doanh nghiệp đầu tư vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng thách thức thì vẫn còn đó, đặc biệt là trong việc đảm bảo các linh kiện và nguồn nguyên liệu thô cho pin. Hybrid là một trong những loại xe đáp ứng được cả hai yếu tố cần thiết cho sự phát triển bền vững, đó là tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Dòng xe này sử dụng động cơ đốt trong truyền thống và một hoặc nhiều động cơ điện. Ô tô hybrid sạc ngoài có thể chạy được từ 60 tới 70 km, thậm chí là gần 100 km nếu sạc đầy. Sau khi hết pin, xe sẽ chuyển sang sử dụng động cơ đốt trong, nên người dùng không cần phải lo hết nhiên liệu khi di chuyển trên đường xa. Toyota tin rằng đây là loại xe công nghệ bắc cầu giữa xe xăng và xe thuần điện. Ngành công nghiệp ô tô không hoạt động theo kiểu bạn chỉ cần bật công tắc và mọi thứ sẽ thay đổi. Và xe hybrid chính là bước đệm để thị trường đại chúng có thể tiến tới kỷ nguyên xe điện một cách an toàn. Những tính toán của Toyota không phải là không có cơ sở. Trong giai đoạn chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe thuần điện, phát triển dòng xe hybrid là giải pháp rất hiệu quả. Dòng xe này có thể tiết kiệm khoảng 30% nhiên liệu so với xe động cơ đốt trong truyền thống, nhờ đó giảm đáng kể lượng khí CO2 thải ra môi trường. Hơn nữa, các nhà sản xuất truyền thống như Toyota, Ford hay GM hiện vẫn đang sở hữu một tệp khách hàng rất lớn từ những quốc gia đang phát triển hay những người sống tại vùng nông thôn. Và đây chính là những đối tượng rất khó để có thể tiếp cận ô tô điện thuần túy do hạn chế về điều kiện kinh tế và hạ tầng chạm sạc. Tham vọng với xe hybrid của Toyota ban đầu bị nhiều người chỉ trích là lạc hậu. Song thời gian thì đang chứng minh rằng đây là một giải pháp hợp lý. Hơn một phần tư thế kỷ trước, Toyota đã ra mắt mẫu xe hybrid Prius và kỳ vọng nó sẽ trở thành đứa con cưng của cuộc cách mạng xanh. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau đó, dòng xe hybrid bất ngờ không còn được ưa chuộng khi các nhà sản xuất ô tô đua nhau phát triển xe chạy hoàn toàn bằng điện. Thế nhưng rồi thì sau những trải nghiệm không mấy thoải mái với mức giá cứng nhắc cùng mạng lưới sạc điện không đồng đều của ô tô điện, dòng xe hybrid đang quay trở lại. Doanh số xe Lyne tại Mỹ đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2020 và đang hướng mức tăng trưởng tới 35% trong năm nay. Ford cũng đang đặt mục tiêu là tăng gấp 4 lần doanh thu bán xe hybrid trong vòng 5 năm tới. Và chính vì thế, thay vì chạy đua theo thị trường làm xe điện, Toyota đang tập trung đầu tư vào các dòng xe hybrid, tăng gấp đôi sản lượng xe. Doanh số xe điện đã bắt đầu có dấu hiệu giảm tại Mỹ và ngày càng nhiều người bị hút sang dòng xe hybrid theo chiến lược của Toyota. Từ Tesla đến Ford đều đưa ra những cảnh báo về việc nhu cầu đột ngột giảm với dòng xe điện từ thị trường. Dòng sản phẩm xe này đang bị phàn nàn về giá thành đắt đỏ hơn ô tô động cơ đốt trong rất nhiều, thế nhưng lại cần phải được sạc thường xuyên. Và nó thực sự là những thách thức đối với một số người sử dụng. Sự quan tâm giảm dần là tín hiệu đáng lo ngại cho một ngành công nghiệp đang đốt hàng tỷ đô vào nhiều nhà máy mới để sản xuất xe điện và pin, đồng thời thì đang phải đối mặt với những quy định ngày càng khắt khe về khí thải trên toàn cầu. Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng việc Toyota không vội vàng tham gia vào sân chơi xe điện có thể là một quyết định sáng suốt và khẳng định tầm nhìn anh lớn trong làng xe. Tuy nhiên, Toyota cũng không hoàn toàn phủ nhận ô tô điện. Bằng chứng là họ đã có kế hoạch đầu tư tới 13,9 tỷ đô để đầu tư xây dựng nhà máy tại bang Bắc Carolina ở Mỹ với ý định là sẽ bắt đầu sản xuất ô tô điện kể từ năm 2025. Tại triển lãm năm 2023, Toyota cũng đã giới thiệu một loạt các mẫu concept điện. Trong đó thì có hai mẫu xe điện dự kiến sẽ ra mắt sau năm 2026, cùng một chiếc bán tải điện và một phiên bản của Land Cruiser có thể bán ra trong một vài năm tới. Gần đây, hãng xe Nhật Bản cũng công bố mẫu sedan BZ3X định vị cùng phân khúc với Tesla Model 3 dành cho thị trường Trung Quốc để đồng hành cùng với chiếc SUV BZ4X của mình. Có lẽ là trước sau gì, Toyota cũng sẽ bước chân vào thị trường này. Nó chỉ là vấn đề về thời gian và thời cơ. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, Toyota vẫn kiên quyết rằng
các công ty đối thủ như Honda, Cadillac, Volvo và những công ty khác đang phạm phải sai lầm khi đổ toàn bộ tiềm lực của họ vào xe thuần điện. Toyota đã khẳng định sức mạnh của ngành công nghiệp Nhật Bản trong kỷ nguyên xe điện sẽ đến từ việc sản xuất thực tiễn qua một thời gian dài và từ những trải nghiệm của việc thất bại. Xe điện vẫn sẽ là tương lai của nhiều doanh nghiệp và quốc gia, nhưng giờ thì họ vẫn chưa sẵn sàng để sử dụng nó bởi rào cản về chi phí sản xuất, vận hành và chính những rủi ro hạ tầng chạm sạc sẽ là bài toán không chỉ khiến cho Toyota đau đầu mà chính các hãng xe điện hiện nay sẽ phải giải quyết. Tuy vậy thì trong tương lai không xa, Toyota cũng đã lường trước được bài toán mình có thể sẽ bị đe dọa đáng kể nếu tốc độ điện hóa sản phẩm của hãng vẫn chậm như hiện tại. Thực ra vẫn là chưa quá muộn để Toyota bước vào cuộc đua với Tesla hay những hãng xe điện đến từ Trung Quốc. Xe điện thuần túy vốn chỉ chiếm khoảng 10% doanh số bán ô tô năm 2022, chủ yếu là tại châu Âu và Trung Quốc thúc đẩy. Còn tại các khu vực khác trên thế giới, nó vẫn đang bị tụt lại phía sau khá nhiều. Sân chơi béo bở này vẫn còn là cơ hội tiềm năng cho rất nhiều ông lớn về ngành xe hơi để khẳng định tên tuổi của mình. Liệu Toyota có thể vượt mặt được Tesla hay không? Và ghi dấu ấn trong làng xe điện? Hãy để thời gian trả lời câu hỏi này.